Hello and welcome back with me in English 5. Today we move to Unit 2. I always get up early. How about you? Lesson 2. Okay. But before we start, I would like you to spend some time to look back at what we learned in Lesson 1. Right? We look back here. Chúng ta dành một chút thời gian để ôn lại một số kiến thức trong lesson 1 nhé. Okay. Now, you look at the picture here. Em nhìn vào bức tranh nào. Bạn đang làm gì nhỉ? Nhớ không? Đúng rồi, practice. Rồi chúng ta nhìn vào hai từ này, look here, morning, always. Bây giờ chúng ta luyện tập đặt câu hỏi và câu trả lời mà mình đã học ở tiết 1 nhé. Được không? Ok. Để giúp các bạn tranh đầu tiên và cả tranh tiếp theo chúng ta tự làm nhé, chú ý. Ok, right. Now, what do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do in the morning? I always brush my teeth. Ok, got it. Good. Next. Afternoon, often. Cycle or ride a bike. Now, please. Very good. What do you do in the afternoon? I often cycle or I often ride a bike or I often go cycling or I often go bike riding. Chúng ta có bốn cách để nói hoạt động này các em nhé. Cycle, ride a bike, go cycling, and go bike riding. Sorry, go bike riding. Okay, four ways. Thank you. Next, evening, always. Yes, what do you do in the evening? I always do my homework. Very good. Next one. On Saturdays, usually. Yes. What do you do on Saturdays? I usually, talk with friends online. What do you do on Saturdays? I usually talk with friends online. Okay? Yeah. Here. Afternoon. Sometimes. But here. Yes. What do you do in the afternoon? I sometimes listen to music. Okay. And the last one here. On Sundays, often, read books, right? So, yes, what do you do on Sundays? I often read books. Okay, các em thấy đọc sách có tác dụng ghê gớm chưa? Right? Đây là một cái phiểu và đừng ý tưởng, right? Đọc sách chừng nào thì ý tưởng nó chạy vào trong đầu chừng đó. Right. Như vậy chúng ta phải xây dựng cho mình thói quen đọc sách cả nhé. Rất tốt đấy ạ. Ok. Rồi, nắm lại câu hỏi lúc trước chưa? Đấy được. Bạn nào mà chưa nắm lại thì ta có thể tua ngược lại video để xem nhé. Alright, we move to the new lesson today. Lesson 2. There are six activities. Có đến 6 hoạt động luôn, rất dài các em nhé. Chúng ta lần lượt đi vào từng hoạt động một nhé. Okay, activity 1, look, listen, and repeat. Who are they? Yes, Nam and Linda. What's Linda doing? Linda đang làm gì các em nhỉ? Yeah, you're doing something with the computer, right? Bạn ấy làm gì đó với mấy cái máy tính, đúng không?
Nam, cái nhìn mặt của Nam này, right, rất tò mò muốn biết cái gì đó đúng không? Và hai bạn mà Nam hỏi bạn Linda rất nhiều thứ ở đây. Ok, yes, rồi chúng ta nghe trước đã nhé, just listen, nghe để nắm đã rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau. Ok, listen. What are you doing, Linda? I'm surfing the internet. What are you looking for? I'm looking for some information. What kind of information are you looking for? It's for my English project. How often do you come to the library? Once a week. Shh, I'm busy. Ok, các em nhìn nghe và thầy sẽ giải thích cho các em để người ta hiểu hơn nhé. One. What are you doing, Linda? What are you doing, Linda? Right, bạn làm gì vậy, Linda? I'm surfing the internet. I'm surfing the internet. Surfing the internet. Right, mình đang lướt web nha, mình đang vào mạng. Right. I'm surfing the internet. What are you looking for? What are you looking for? Đang tìm cái gì vậy? I'm looking for some information. I'm looking for some information. Mình đang tìm bài thông tin. What kind of information are you looking for? What kind of information are you looking for? Bạn tìm thông tin gì vậy? Có vẻ hơi tò mò đúng không? It's for my English project. Yeah, it's for my English project. Thông tin cho dự án tiếng Anh của mình. How often do you come to the library? How often do you come to the library? À, như vậy ở đây là không gian, ở đây là library, thư viện nha. Now, how often do you come to the library? How often do you come to the library? Bạn có thường đến thư viện không? Once a week. Shh, I'm busy. Ok, đến lúc này thì Linda có vẻ bực mình vì quá nhiều câu hỏi của Nam này nè, right? Once a week. Shh, busy. Mỗi tuần một lần. Đừng ồn nhé, mình đang bận. Right. Ok, có vài cụm từ ở trong bài thầy sẽ giải thích rõ hơn cho chúng ta để những con nắm nhé. Yes, here. What are you doing, Linda? Câu này ta dùng để hỏi bạn đang làm gì. Easy, what are you doing? Và mình trả lời, Linda trả lời này, I'm surfing the internet. I'm surfing the internet. Mình đang làm gì? À, mình đang lướt web. I'm surfing the internet. Ta có thể thay cụm từ vào đây để trả lời bất kỳ. I'm watching TV. I'm learning English. I'm listening to music. I'm cycling. I'm reading. Ok, etc. Rất nhiều. Ta thay vào đây. Ok. What are you doing? Blah, 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 blah. Ok. Yes. In here. What are you looking for? Looking for, tìm kiếm cả nhé. What are you looking for? Bạn đang tìm kiếm cái gì vậy? I'm looking for some information. Information, thông tin. I'm looking for some information. Mình đang tìm kiếm vài thông tin. Ok. That's here. Right. What kind of information are you looking for? What kind of? What kind? Loại gì? What kind of information are you looking for? Ok. Bạn đang tìm kiếm thông tin gì vậy? Câu này hỏi hơi sâu một tí rồi, lúc này là bạn Linda có vẻ hơi bực rồi đấy đúng không? Hỏi gì nhiều thế? Right? What kind of information are you looking for?
mà Linda bảo is for my English project. English project. English project. Dự án tiếng Anh, đúng rồi. Vậy ở đây ta có câu hỏi what kind of, what kind of information? Thế thì ví dụ như mình hỏi, bạn đang đọc loại sách gì vậy? What kind of book are you reading? Đấy. Bạn đang nghe loại nhạc gì vậy? What kind of music are you listening? That's it. Ok, em thay vào đây chúng ta vận dụng nhé. Alright. Next here. How often do you come to the library? How often? How often do you do something? Come to the library. Bạn có thường đến thư viện không? Và bạn Mai nói này. Once a week. Once. Mỗi lần, một lần. A week. Một tuần. Once a week. Một lần một tuần. Tí gì? Đừng ồn nữa. Mình đang bận. Ok. Right. You look at here. Các em quay lại câu hỏi này này. How often do you? Ta dùng câu hỏi này để ta hỏi là bạn của mình làm cái việc gì đó bao nhiêu lần, tần suất bao nhiêu nhé. Có thường làm gì đó hay không? Right. Example. Ta ví dụ nhé. Ví dụ như mình hỏi là bạn có thường đọc sách không? Hỏi sao? Yeah. How often do you read book? Yes. Xem TV. How often do you watch TV? Yes. Nấu bữa tối. How often do you cook dinner? Right? Yeah, etc. Ta thay vào đây các em. How often do you do something? Okay. That's it. Alright, các em tự luyện đọc thêm bài này ở nhà nhé. Và những cái từ thầy giải thích thì chúng ta nắm nhé. Vở ghi chép đàng hoàng nhé. Hoặc là các em có thể dừng video lại chúng ta ghi chép để chúng ta học. Chứ còn nếu mà xem mà nó cứ lướt qua như vậy thì khó lắm, khó nắm nha. Right. Ok, chúng ta học thêm nhé. Để ta chuyển sang mục khác. Right. Yes. Now, you look at activity 2, point and say. Right, ở đây chúng ta chỉ vào mà chúng ta hỏi và trả lời với nhau các nhé. Ta nhìn vào trên nào. Study with a partner every day. B. Go to the library once a week. C. Go fishing once a month. D. Ride a bike to school twice a week. Yes, easy, right? Just easy. Vậy bây giờ ta đặt câu hỏi thế nào đây? Yes. How often do you? How often do you? Nói vào, đúng không? Thế trong câu trả lời ta nói thế nào? Ở câu trả lời thì ta chỉ cần dùng cái cụm từ này thôi để trả lời là được rồi. Ok, thầy sẽ làm mẫu một câu nhé. Câu A nè. How often do you study with a partner? Every day. Right? Bạn A hỏi nhé. How often do you study with a partner? Bạn B trả lời nè. Every day. So, again, lại nhé. How often do you study with a partner? Every day. Okay. Right, các bạn làm được không? Okay. Now, B. What? Yes. How often do you go to the library? Once a week. Just easy, right? Okay. Now, how often do you go fishing? Once a month. That's it. And D, how often
do you ride a bike to school? Twice a week. Okay, it's just easy, right? Như vậy một bạn dùng câu hỏi how often, còn bạn kia thì dùng cụm từ tần suất để trả lời thôi. Ta trả lời ngắn thôi các nhé, không cần phải trả lời đầy đủ cả câu. Đấy, không cần phải nhắc lại cụm từ này. Đấy, ta để giao tiếp thôi, không? Rồi, các em cũng có thể nói là, ví dụ các em cũng có thể nói đầy đủ nhé. Ví dụ như là how often do you study with a partner? Ta trả lời đầy đủ là I study with a partner every day. Nói như vậy cũng được, nhưng mà nghe có vẻ nó kịch quá nhỉ. Hôm nay chúng ta có nói như thế đâu. Ok, tùy các em nhé. Các em có thể trả lời giống như thầy nói lúc nãy, cũng có thể trả lời đầy đủ câu. Cái này là tùy chúng ta, vì là giao tiếp mà. Ok. Rồi, bạn nào mà theo dõi cho kịp, ta tôi video lại xem nhé. That's it. Thank you. Ok, now we move to activity 3. Let's talk. Nói nhé. Right, now we have look here. Ok, chúng ta chỉ có hai câu hỏi thôi các em. Và trong sách đã có sẵn rất nhiều thứ rồi. Right, nào ta xem nào. Ask and answer questions about your daily routines. Hỏi và trả lời những câu hỏi về công việc hàng ngày của em, thói quen hàng ngày của em. Right. Question number one, câu hỏi thứ nhất nào. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon, in the evening? Đây là câu hỏi thứ nhất nha. Câu đó ta dùng I always, I usually, I sometimes, I often, blah 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 blah. Làm gì đó nha. Right. Câu thứ hai nè. How often do you go to the cinema, go swimming, surf the internet? Ở đây sẽ cho chúng ta ba hoạt động gợi ý thôi. How often, đấy là go to the cinema, go swimming, surf the internet. Các em có thể thêm bao nhiêu hoạt động khác nữa, vì rất nhiều ta học rồi. Đấy, càng nhiều càng tốt để mình luyện, phải không? Rồi. How often do you go to the cinema, go swimming, surf the internet? Và bên này thì mình, đấy, đúng rồi nè. Chỉ cần dùng tần suất để trả lời thôi, các em thấy đấy không? Không cần phải dùng cả câu đầy đủ, đúng không? Chỉ cần dùng tần suất trả lời được rồi. Once a week, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week. Một tuần nhé, mỗi lần một tuần, hai lần một tuần, ba lần một tuần. Đó, tháng. Once a month, twice a month, three times a month, etc. Mỗi lần một tháng, hai lần một tháng, ba lần một tháng, đúng không? Ok. Hoặc ta có thể dùng every day, hàng ngày, every morning, mỗi buổi sáng, every afternoon, mỗi buổi chiều, every evening. Đấy, tùy chúng ta. Many, many, many ways. Rất nhiều cách, đúng không? Rồi. Trong sách thì ở đây sẽ cho chúng ta ba lựa chọn đó. Nha. Bốn nhỉ. Once a week, once a month, và twice a week, twice a month. Nhưng chúng ta có thể thêm bao nhiêu vào nhé. That's okay. Để chúng ta trả lời tần suất. Được không ạ? Right. Rồi, các em có thể tự luyện hỏi và trả lời với nhau nhé. Nếu ok. Trong giai đoạn này mà nghỉ dịch thì ta có thể trả về bàn thôi. Mình lớn rồi, lớp 5 lớn rồi nha. 4, lớp 3 còn nhỏ chứ lớp 5 thì lớn rồi. Ta có thể gọi Zalo hoặc là gọi Messenger cho bạn. Hoặc ta vào nhóm lớp, ta chat cũng được. Right. Ta vào nhóm lớp. Right. Ta có thể rồi và ta nói chuyện với nhau về việc luyện tập nhé. Ok. Right. Thank you. Ok. Now you look at activity 4 here. Listen and number. Right. Chúng ta nghe và chúng ta đánh số nha. Let me pick up. Right. So she's smile here. Right. What's she doing? Đang làm gì nhỉ? Yes. Go shopping. My is going shopping. Ok. And here? Yes. Now. Learning at school, right? Vietnamese, learning Vietnamese at school. Okay? And here, Linda, what's she doing here? Yes, Linda is doing a project. Maybe English project or math project, I don't know. Okay, it's a project. Okay? Here, ooh, here is Quân, right? Quân bây giờ nhìn lớn nha.
tóc tai mà khá rồi. What are you doing here? Yeah, playing computer game, right? One is playing computer game. So easy, right? Okay, listen and number. One. What do you do in the morning, Nan? I usually have lessons at school. How often do you have Vietnamese? I have it every day. Two. What do you do in the afternoon, Linda? I always do my homework, and I also work on my English projects. How often do you work on the projects? Usually once a week. Three. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. How often do you play them? Once a week, at the weekend. Four. Do you like shopping, Mai? Yes, I do. I like it very much. How often do you go shopping? 3 times a week. Can you number? Yeah, okay. Easy, right? Rồi, bây giờ các em đã có kết quả trên tay rồi. Chúng ta nghe lại, kiểm tra lại và mình so sánh kết quả của thầy xem chúng ta đúng được bao nhiêu câu nhé. Right? Good. Now, I'll help you. One. What do you do in the morning, Nam? I usually have lessons at school. How often do you have Vietnamese? I have it every day. Right? Mày nghe rất dễ nhỉ? Đôi khi chẳng cần nghe gì, nghe cái tên Nam mà ta biết rồi, right? It's easy. So, Nam is learning Vietnamese at school. So the one go here, right? Move on. Two. What do you do in the afternoon, Linda? I always do my homework, and I also work on my English projects. How often do you work on the projects? Usually once a week. Okay. Yeah, the conversation of Linda, right? Linda doing project, right? You two go here. Okay, nhiều khi ta chỉ cần nghe cái tên thôi. Nhưng mà thầy mong muốn các bạn là chúng ta nghe hiểu được đoạn hội thoại, lúc đó mới tốt. Chứ còn nghe mà đánh số thế này thì dễ quá. Bởi vì chỉ cần nghe cái tên là đánh được rồi. Nghe gì đâu à? Đấy, bạn nào mà mong muốn học tốt thì chúng ta cố gắng mình hiểu được, nghe hết luôn, mình hiểu được thì lúc đó mới tốt được nhá. Ok, không sao. Bạn nào không nghe được thì chỉ cần nghe cái tên thôi là đánh được rồi, đúng không? Ok, now, move on. Three. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. How often do you play them? Once a week, at the weekend. One, playing game, computer game, right? So, three go here. And the last one. Four. Do you like shopping, Mai? Yes, I do. I like it very much. How often do you go shopping? 3 times a week. Yeah, so my going shopping and the fourth go here. Okay, right. Như thầy Lê nói lúc này đấy là nghe mà đến số thế này thì dễ quá, là bởi vì có tên rồi. Không cần hiểu, chỉ cần nghe cái tên là định được rồi đấy. Right. Nhưng mà để cho tốt cho bản thân mình thì các em phải hiểu được, cố gắng nghe hiểu được. Chứ có bạn nào hiểu được hết không? Nghe hiểu được hết không? Rồi, bây giờ nghe lại một lần nữa ý. Rồi thầy sẽ giúp chúng ta có cái lời thoại của bài nghe để chúng ta nắm được hả? Đấy, gặp nha. Ok, once again. One. What do you do in the morning, Nam? I usually have lessons at school. How often do you have Vietnamese? I have it every day. Two. What do you do in the afternoon, Linda? I always do my homework,
And I also work on my English projects. How often do you work on the projects? Usually once a week. 3. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. How often do you play them? Once a week, at the weekend. 4. Do you like shopping, Mai? Yes, I do. I like it very much. How often do you go shopping? 3 times a week. Right. Ok. Rồi, nếu mà bạn nào có thể tập thêm nữa thì chúng ta có thể quay lại chúng ta tập cho nó nghe nhé. Rồi, có lời đã rồi. Đúng không? Easy. Ok. Ok, now we move to activity 5. Write about your daily routines. Viết về công việc hàng ngày của các em. Rồi, chúng ta nhìn vào 4 câu hỏi dưới này. 1. What do you do in the morning? 2. What do you do in the afternoon? 3. Do you go to bed early in the evening? 4. How often do you watch TV? 4 câu hỏi này cũng rất dễ, phải không em? Em dựa vào 4 câu hỏi này để chúng ta viết thành một cái đoạn hoặc chỉ cần trả lời 4 câu hỏi là được rồi về những cái hoạt động hàng ngày của mình. Đấy, sau đó chúng ta có thể nói trực lớp, chia sẻ với các bạn, được không? Right, easy. Câu này rất dễ. Rồi, bây giờ các em dừng video lại 5 phút để chúng ta viết thử xem. Rồi, tạm dừng video 5 phút nhé. Viết, sau đó quay lại so sánh cùng học với thầy. Thầy sẽ giúp các em để mình so sánh bài của mình với bài của thầy xem thử là như thế nào. Được không? Rồi, tạm dừng 5 phút nhé. Bắt đầu. Ok, hết 5 phút rồi. Rồi, hết 5 phút rồi. Bây giờ quay lại để ta học. Các em có bài của mình đã viết trên tay đây nè, đúng không? Bây giờ là thầy giúp chúng ta cùng học của chúng ta để xem thử mình viết thế nào nha. Ok. What do you do in the morning? Bạn làm gì vào buổi sáng? Thì câu này ta trả lời có nhiều cách, ngắn, dài, tùy theo mức độ của từng bạn ấy. Mình viết dài cũng được, mình viết ngắn cũng được, không sao cả. Ok, ví dụ thế này. In the morning, I get up and I do morning exercise. Đấy, sáng tôi thức dậy rồi sau đó tôi tập thể dục. Right, em có thể liệt kê thêm nhiều thứ nữa tùy nhé. What do you do in the afternoon? I often do homework, right? But sometimes I play football with my friends. Okay, that's it. Sorry. My friends. Okay. Tôi thường làm bài tập, nhưng mà thi thoảng thì vẫn chơi đá bóng với bạn. Ok, chúng ta có nhiều kiểu việc kém nhé. Đây là gợi ý thôi. Right. Do you go to bed early in the evening? So you can say in the evening I go to bed at 9. For example, you can say that, right? Right. I go to bed at around 9. Okay. In the evening, I go to bed at about 9 or 9:30. Mình sẽ là okay. À, buổi tối thì mình đi ngủ khoảng tầm khoảng 9 giờ gì đó.
Right? How often do you watch TV? I love TV and I watch it when free. Mình cho thích TV mà mình xem nó bất kỳ lúc nào mình rảnh kiểu như vậy á. Hoặc em có thể nói đơn giản hơn, I often watch TV with my parents in the evening. Thì các em nhé, chúng ta có thể viết như vậy, mình xem TV với bố mẹ buổi tối nhé. Alright, so bằng cách trả lời 4 câu hỏi thì các em có thể có được một bài viết ngắn về daily routines, công việc hàng ngày của mình, easy, just easy, right? Okay. Ở đây các em lưu ý về cách dùng của những từ này, sometimes, right? Often, right? Okay. Các em lưu ý mấy từ sometimes, often, tần suất đã học rồi, đó. Thay vì mấy từ đó. Ok. Yeah, đây là bài viết. Thank you. Now we move to activity 6. Let's play. Hoạt động cuối cùng đây là một cái game, trò chơi thôi. Do crossword puzzle. Làm một chữ không? Nhìn vào tranh gợi ý để làm một chữ. Right. Ok. Có từ khóa. Từ khóa là daily routines. Đây rồi. Như vậy đây là những hoạt động hàng ngày, daily routine. Em xem nào. Look at number one. Làm gì đây? Mặc áo quần nha. Get. Hả? Get dressed, right? It's get dressed, easy. Get dressed. Get dressed. Mặc áo quần nhé. Alright. Và number two here, look here. Yeah, easy, cook dinner. Okay, yeah, cook. Dinner. Set, cook dinner, right. Và number three. Whoa, okay, here, three here. What here? Nhìn cái bà này đang làm gì đây? Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Làm gì? Ăn trưa, yeah. Have lunch. Right. Have lunch. And see. Have lunch, right? Number four. Easy one. Do homework. Okay. Let's do homework. Do yes, do homework. Okay. And number five. Where's number five? Here. Right. Thấy cái gì ở xa xa đây chưa? Cái trường hả? Phải cái trường, nhà. Nhà. Đây là đi học về. Về nhà. Go home. Right. Go home. Okay. Number six here. Bạn nữ nằm ngủ nhỉ. Go to bed. Okay. Go to bed. Go to bed. Okay. Number seven. Look here, number seven. Where's number seven? Sorry. Where's number seven? Here? Oh, easy one. Listen to music. Right. Easy one. Listen to music. Listen to music. Number eight.
What here is very poor quality picture. And see it. But I can get here. I can get. Ah, get up, right? Get up. Gì các em nhỉ? Ngủ dậy đúng không? Tranh nó mờ quá không thấy luôn. Get up. Right. Thức dậy nha. Get up. Okay. And number 9. Easy. Why? Right. Ở đây là cái nhà trước mặt, còn đây là cái gì? Là cái trường trước mặt nha. Go to school. Right? Go to school. Let's go. That's it. Easy, right? Nhưng hoạt động này là very easy. Okay. Rồi như vậy là hôm nay thầy và các em chúng ta đã đi hết lesson 2. Đấy, các em nhớ trong bài này câu quan trọng nhất là gì nhỉ? Nhớ không? Đúng rồi. How often do you? Lặp lặp. Bạn thường làm gì đó hay không? How often do you watch TV? How often do you go to school? How often do you read book? How often do you go fishing? Etc. Many, right? How often do you? Và mình dùng cái gì để trả lời? À, tần suất nha. Nhắc lại một lần là tần suất nè. Once a week, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week, once a month, twice a month, three times a month, once a year, twice a year, three times a year, every day, every morning, every afternoon, every evening, okay, etc. Many ways. Ngoài ra chúng ta còn dùng những từ như always, usually, often, sometime, never, rarely. Rất nhiều từ ra mình có thể dùng được, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, chúng ta học thêm nhé. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại với nhau, cùng nhau ôn lại vào đầu tiết sau, đầu tiết 3. Ok. Yes. Bye bye for now.